Rồi, thì nội dung trước mắt thì mình báo giá chi tiết ba con ba bê này. Đó thì ba con ba bê này thì có hai con đực và một con cái. Thì từ trước tới giờ các bạn cứ nói ừ sao anh không thấy anh bắt ba bê cái. Thì chia sẻ với các bạn từ trước tới giờ mình bắt mình chỉ có bắn lò cạo thôi. Hôm nay mình bắt mình chở về nhà đây vì thứ nhất là nó tiền chân si, thứ hai nữa là cái con ba bê cái này cái mình cấp mình nó rất là dài và nó rất là độc bê các bạn. Đó thì mình báo giá chi tiết cho các bạn tham khảo luôn. Thì trong này có hai con đực này là con đực nhỏ nhất. Đó, mông đuôi thì khiếp luôn. Đó, con này thì mới có 4 tháng rưỡi các bạn. Đó, thì con này mình bán với giá là 20 triệu 500. À, hàng độc là chia sẻ với các bạn, mẹ con này là Pháp. Con này là Pháp cụp các bạn, mẹ con này là Pháp cụp, cái đầu nó trụi lùi ấy. Đầu nó có một cái cục éo ở trên này. Đó. Đây các bạn, là một cục ở trên này. Và nhìn con bò nó rất là rệt, nó làm như con heo một cục ấy. Đó, thì con ba bê này mình bán với giá 20 triệu 500. Giá thì chia sẻ với các bạn thì giá hiện tại bữa nay nó đang hạ nên là mình bán với giá hợp lý thôi. Mình mua cũng giá nó mềm xuống và mình bán cũng giá mềm xuống như vậy. Nhưng còn những con bò mà canh cao thì mình không có mua đâu. Đó, con đầu tiên 20 triệu 500. Con thứ hai, đấy. Con thứ hai này thì giá ngày xưa thì nó rơi vào tầm 25 triệu mình bán ra mình bắt 2 4 năm. Nhưng hôm nay thì ê! Gọi ghê không? Đó, nhưng hôm nay thì con này mình bán ra với giá là 23 triệu 500. Đó, mình bắt giảm xuống mỗi con 1 triệu đến 1 triệu rưỡi như vậy, mông đuôi như thế này. Đó. Thì con này chia sẻ với các bạn, con này khá là to, mẹ con này mèo lông móc. Mèo lông trắng á các bạn, nhưng mà to lắm. Đó, con này thì mình mua tại chuồng 23 triệu mà giờ mình bán 23 năm, mông đuôi khiếp luôn. Đó, sáng giờ đêm hôm giờ trời mưa các bạn, sáng giờ chưa ăn gì hết. Đó, mông đuôi thì khủng nhưng mà hông thì cốp. Đó, 23 triệu 500 bê đực như thế này và bê phối chúng. Đó, con này thì đây, quay xa các bạn xem. Đó, 20 triệu 500 như vậy. Đó, rồi con bê cái này. Đó, thì con bê cái này với con bê đực là nó đứng tương đương nhau nhé các bạn. Đó, nó đứng tương đương nhau. Nhưng mà cái con bê cái này cấp mình nó rất là dài. Đó, thì mình mua về mình bán cho các bạn vụ béo. Đó. Còn nếu mà nuôi lớn lên các bạn muốn để nuôi sinh sản thì dần ép này rồi rồi nuôi sinh sản vẫn được. Nhưng mà sau này có một vài ca thì nó sẽ sinh khó thì các bạn hỗ trợ phụ kéo với nó khi nó sinh. Đó. Thì còn bữa cái này mình bán với giá là 18 triệu 500. Đó. Bách sát cạo luôn. Con này thì chia sẻ với các bạn cấp mình dài, mông đuôi thì kinh khủng luôn. Đây, em quay lại cho các bạn xem mông đuôi nó này. Đó. Mông đuôi của ba bơ cái rất là đẹp đó. À, mông đuôi sẽ cấp mình khá là dài. À, con này thì con này mình bán với giá là 18 năm. Đó. Còn con này thì mình bán 18 năm thì mình bán sát cạo. Và con đực con cái này thì cấp mình của con đực thì nó đây, cái bờ ngang của con đực thì nó to hơn. Đó. Nhưng mà nói về cái độ đồng đều thì cái hai con nó chiều cao nó ngang nhau. Nhưng mà con đực kia thì mình bán 23 năm, còn con cái này mình bán với giá là 18 năm thôi. Đó, thì đó là ba con, ba con ba bê. Đó. Thì bà con hàng xóm ở mình đây các bạn, đó, sát nhà mình đây thì bò ba bê nuôi thích hợp chỉ nuôi nhốt chuồng 100%. Rồi cho ăn và tắm rửa hàng ngày thường xuyên cho nó thì nó mới phát triển được. Còn bò mà thả theo bòi ở như ở mình đang nuôi đây, thả rỗi thả theo bòi thì con bò ba bê nó hạn chế vận động các bạn, nó đi chân cánh nó nhỏ yếu ớt, đi rừng đi rỗi đi không nổi. Đó. Ba con như vậy, hai con một con nhỏ 20 triệu 500, con ba bê đực lớn 23 triệu 500 và con ba bê cái này bán với giá sát cạo 18 triệu 500, cơi cạo 500 nghìn nhé các bạn, mình bắt 18 triệu sát cạo. Đó, còn mình bán ra thì cơi cạo 500 vì tiền xe tiền công. Đó, như vậy rồi cho các bạn xem và tham khảo giá cũng như là công khai giá để cho những người mà bán bò cho mình được biết. Đó, và tham khảo cũng như là một số bạn ở xa không mua bò ở mình được thì tham khảo giá mình bán và mách rế như thế nào thì các bạn bình luận, comment bình luận phía dưới video góp ý cho mình. Đó, chứ còn mình bắt bò thì trúng giá thị trường thôi. Chứ còn rế thì cũng không ai bán. Mà mách thì chia sẻ với các bạn, bán con bò nó cũng không ra đâu.